phẩm rất là đẹp ha. Đấy, nó không đẹp ha. Cái nhà phía sau là cái nhà để dụng cụ để đồ là cái phòng cũng đẹp luôn ha, anh em ha. Đấy. Rèn cho hoa rất rất là sai. Hoa nó đây màu vàng rồi, nghĩa là nó về nó nở hôm qua rồi. Rất đẹp. Cây này là mình đang quay góc rộng để anh em xem, chứ bên ngoài nó dài 1 mét, 1m6, 1m7 nè mấy anh em. Đây, nếu bật chế độ thật nó đây. Anh em thấy đang tìm một cái chậu phù hợp ha. Anh em này xem, nếu mà có cái chậu gì ở loại đây thử báo giá cho mình tham khảo nhé. Chiều dài của chậu mình đang cần là 1 mét, chiều rộng của nó tầm khoảng 60, chiều cao của cái chậu này thì 10 cm. Chậu tàu. Anh em có inbox để lại comment bên dưới, mình inbox với anh em mình coi xem giá cái chậu tham khảo. Được, mình giao lưu gì mình để vô cái chậu, vô cây này anh em ha. Màu như này luôn ha. Cái chậu này chậu xi măng, không phải chậu tàu. Đẹp, đẹp, rất đẹp anh em. Nó là tứ diện luôn á, nó đều mặt sau mặt trước đẹp hết ha. Và hàng này hàng đảo nha anh em. Hàng đảo, hai châu lá rí hàng đảo. Quá ok nè. Thì cái mùa bông của nó mà nó nở ra rồi anh em đừng có cắt đọt nha anh em. Lưu ý với mình. Thề mình cắt trước khi nó nở, chứ nếu nó kéo đọt cái gì là kéo hoa lên đọt này. Anh em không biết anh em lắc luôn là xong ha. Coi như cái đọt là cùi ha. Đây, chỉ anh em đây. Số anh em không biết đó, anh em thấy không? Cái đọt nó lên là kéo hoa lên nè. Mình không biết, mình đi mình lấy cái dao, mình lấy cái qua lộn lấy kéo mình lặt che nó, cái đọt là tiêu được anh em ơi. Lặt cái đọt là tiêu được anh em. Nó là khỏi re luôn, bấm này bỏ là không khỏi re luôn. Mình phun thuốc đó anh em dễ nè. B1. B1 rồi thuốc phun thuốc trừ sâu để cho mấy con bọ nó khỏi ăn lá non. Anh em thấy cái thuốc nó dính không? Nhưng mà anh em lưu ý giúp mình nha, cái này á có một số cái là anh em lưu ý giúp mình nè, khi nào cái lá nó bóng xanh gì nó mới sung được nha mấy anh em. Cái lá của nó mà kiểu như mà không bóng xanh mà nó vàng vàng nhì nhì là nó chưa phát triển được đâu. Đó, nên anh em mình mà chú ý giúp mình ha, nó có nhiều vấn đề nó phát sinh lắm đó. Để mình quay dàn xương dưới cho anh em xem ha. Đậu trái rất là sai, dòng hải châu đảo này đậu rất là sai. Đây nè, anh em thấy dàn xương nó lợp đẹp không? Những cái tường, cái chi tiết cái dăm xương của nó nè. Đây, ngồi xuống dưới đây, quay lên anh em ha. Một cái dàn xương dâm rất là đẹp, mình để nó này nè, để nó chạy đều đẹp, đẹp. Một cốt anh em ạ, cốt chính nó nằm trên đây, nó đưa xuống ha, đưa xuống rồi để con này. Cây này có giá trị về mặt nghệ thuật, lý do là mỗi thân nó đều lắc lượng hết, anh em coi lưu ý với mình ha. Mỗi cái thân nó đều lắc lượng và chất giặt toàn zin ha. Cây này thì mình cũng được người ta chuyển nhượng lại thôi. Rất là đẹp. Để có quá đẹp. Thân của nó là ấy rất là dè nua. Nhìn không có lớn nổi nữa nè. Mỗi cái đọt lắc, độ lắc của nó thì thôi phải khỏi về nói luôn. Đây là một cái tác phẩm chưa biết tên.
Nem đẹp không? Mời anh em chiêm ngưỡng. Ở ngoài nó to lắm. Nếu mà quay chế độ thật là phải đứng xe như thế này nè. Đó, đây là chế độ thật nè. Mình phải đứng xe như thế này là không có đủ lấy hết nó. Trước mặt sau nó là mình rất là đẹp. Trên này. Đây là mặt sau. Mình thấy mặt sau đó ha. Trong đó là rất là ok ha. Rồi cảm ơn em đã xem video cái cây Hải Châu này ha. Rồi. Anh em có nhu cầu tư vấn về Hải Châu liên hệ vào Bonsai VN số Zalo 0932411987 nha mấy anh em.